Chào em trai Đặng Văn Nở nha. Mời anh em ngắm Nha Trang nha. Hey. Đây là á hậu chắc nợ cái tuần lễ 10 bữa rồi anh em ơi. Cánh rất là to luôn ha. Cánh rất là to. Chào Minh Tân. Anh em xem like chia sẻ cho tí nha. Sắp tàn rồi nè anh em nè, thấy cái hoa bên này tàn luôn. À hoa này sáng nay nở ngày đầu nhưng mà bây giờ buổi chiều em nó ngủ rồi. Đó. Mỗi anh em bắn cho Tiến một lượt tim và thả cho Tiến một lượt chia sẻ nha. Hiện tại thì những cái tác phẩm hoa lan ở trong vườn Tiến chăm chút từng cây một đây, như anh em vẫn thấy ở đây. Và hiện tại là cho ra đời những cái tác phẩm phải to, đẹp. Hy vọng là thời gian tới tất cả anh em chúng ta mỗi vườn đều có những cái tác phẩm như thế này để chơi. Qua cái thời để mà gọi là chúng ta là sưu tầm từng ý kia nhỏ lẻ đúng không? Hiện tại bây giờ thì tất cả các cây rất là dễ để chúng ta sưu tầm, rất là yêu thương. Hiện tại là cây cũng đang nở một vài hoa ở trong vườn đây. Và hôm nay Tiến rất là vinh dự được hai anh, đó là anh Chín Trương và anh Nguyễn Thanh Tùng là ghé thăm vườn nha anh em. Đó. Tiến rất là vui luôn. Nha. Thì anh em chia sẻ nhiệt tình cho Tiến đi. Đó. Hiện tại đã hoa nè. Cũng vô tình luôn, cũng vô tình có hoa để là tiếp đón các anh luôn. Hiện tại là các anh đang uống trà ở dưới nha anh em mình nha. Đó. Vườn Tiến thì cũng vườn Tiến và chị Tiến cũng thư thư như thế thôi. Vâng, Tiến chào tất cả các nhà xem like nha. Mỗi anh em bắn cho Tiến một lượt tim, thả cho Tiến một lượt chia sẻ đi cả nhà. Đấy. À, những cái cây HO đang hoa. Nhiều anh em thì có cái suy nghĩ gọi là HO khó ra hoa, nhưng đối với Tiến thì mình cho cái cây đanh già vào một cái chế độ nhất định thì nó sẽ ra hoa bình thường thôi anh em mình nha. À. Anh em chia sẻ nhiệt tình cho Tiến, tạo cái động lực cho Tiến đi anh em. Anh chị em mình ơi. Anh chị em mình đâu hết rồi? Đây. Tác phẩm Phú Thọ này kia rồi nè. Bây giờ là hiện tại là Tiến đang ngắt hết ngọn đi để mà mình làm hoa Tết để vì thực ra nhiều anh em chơi lan cũng là ít có anh em nào mà tạo ra những tác phẩm để chơi Tết lắm. Hầu như là đại đa số là anh em chúng ta là làm là nhân kỳ là nhiều. Nhưng mà bây giờ cái tư duy Tiến là khác. Đây, này Tiến làm lại những cái tác phẩm như thế này. Thì bây giờ đây, có những anh em đã đặt những tác phẩm của Tiến như thế này để chơi Tết rồi anh em nè. Đó, bên này cũng vậy nữa nè. Là những tác phẩm Phú Thọ đây anh em ha. Đó là anh em đã đặt hết rồi nha. Anh em đừng có nghĩ là hoa không ai chơi. Rất là nhiều anh em muốn luôn. Nhưng vấn đề ở đây bây giờ là như nào anh em? Nó phải đạt được cái yếu tố đẹp, thẩm mỹ, không? Hoa, phải hoa Tết. Để là mình có những cái tác phẩm để trưng. Cây Phú Thọ hiện tại, cây Phú Thọ nó mang một cái tên rất là ý nghĩa, các nhà thấy không? Phú là thọ nữa nè. Phú là phú quý, thọ là kiểu như là sống dai kiểu kiểu là vậy đó. Rất là ý nghĩa cho ngày Tết. Đây, những cây HO đang nở đây. Em chào anh Chính Sương nhá. Hôm nay rất là vui nha anh em. Anh em chia sẻ mạnh tay cho Tiến đi. Bắn tim như một tiếng một lượt tim đi anh em mình nha. Tiến chào Hải Nguyễn nha. Tiến chào Nhạc Hải Nguyễn, Tiến chào Trần Hợp. Tiến chào 500 anh em. Đó. Những cái tác phẩm của vườn ở đây vẫn rất là tâm huyết và gọn gàng chỉnh chu nha anh em. Đó, những tác phẩm HO đang nở hoa ở đây anh em. Tiến chứng minh cho anh em, đập tan cho anh em một cái suy nghĩ gọi là HO khó ra hoa nha anh em. Chẳng qua mình là gọi là biết cách để làm hoa, hiểu cái đặc tính của từng cái cây để mà mình làm cho cái cây ra hoa rất là bình thường. Như là Yên Thụy chẳng hạn nè. Những cây Phú Thọ chẳng hạn thì nó rất là đơn giản rồi. Ho xinh quá. Em cảm ơn anh Quốc Phạm nha, cảm ơn anh Lưu Minh Tân nha. Đây ho ở đây anh. Đã, cũng nở mấy ngày rồi đó anh ha. Đã, lượt xem buổi chiều này như có vẻ nó hơi yếu anh em. Tiến chào Thái Tuấn nha. Mỗi anh em thả Tiến một lượt chia sẻ đi cả nha. Chia sẻ mạnh tay cho Tiến đi anh em. Hôm nay là rất là hữu duyên. Đấy. Đây là hai tác phẩm Phú Thọ nè. Tiến đang làm tạo hoa Tết cho anh em đây. Đó. Đây. Và bên này là những tác phẩm HO nha anh em nha. HO Phú Thọ luôn nè. Đó, để dành làm hoa Tết chơi đấy. Tiến chào Hân Việt Trần nha. Bắn tim chia sẻ nhiệt tình cho mình đi anh em. Tờ rất là tờ, u là tờ kìa. Anh chia sẻ cách cho ra hoa Tết miền Bắc khó quá. À, ok anh. À, anh em chia sẻ đông đông đi, tự nhiên cái view hôm nay tự nhiên thế nào ấy nha.
nó hơi là thấp so với lại bình thường nha anh em mình nha. Nên là cho Tiến xin được chia sẻ nhiệt tình đi anh em. Đó, bên dưới này là những cái tác phẩm Tiến cũng đang làm hoa đây, đang làm hoa Tết, làm hoa để chia sẻ cho anh em đây. Và bên này những tác phẩm này thì Tiến tạm thời hiện tại là Tiến cũng đang rút đọt hết rồi. Đó, rút đọt hết rồi. Và đang cho vào cái chế độ để làm hoa Tết. Kể cả bây giờ nếu như anh em nào tới tham quan vừa, kể cả lúc Tết anh em thích sưu tầm thì sưu tầm. Còn không, Tiến vẫn là để chơi hoa. Tại vì cây hoa lan của Việt Nam mình nó rất là khác với lại là những cái cây như là cây hồ điệp chẳng hạn. Đó là những cái cây mà mình du nhập từ nước ngoài về. Đại loại là hiện tại là bây giờ là Tây Quan là đang nhập về rất là nhiều. Và mình chơi cái cây đó, chơi hoa xong thì là mình bỏ thôi. Còn người ta trồng theo cái kiểu gọi là công nghiệp á anh em. Đó là trồng theo số lượng lớn. Và trồng theo trong môi trường nhà kính nên là rất là khó để mà thuần theo cái môi trường khí hậu Việt Nam mình. Đó, nên là mình chơi xong rồi thức khó để mà thuần cho chơi năm sau. Nhưng mà những cây lan của chúng ta thì mình chơi xong một cái là tàn hoa đi là mình có thể làm những tác phẩm to bự tiếp theo cho năm sau anh em mình chơi thoải mái nha. Đó. Đây, hiện tại là hai anh đang ở dưới nha anh em. Lát nữa là hai lên sau. Hiện tại là Tiến đi review cho anh em những cái chậu lan ở trong vườn nhà Tiến. Đó. À, trước mắt đây, đây những cái chậu này Tiến cũng đang cho vào cái chế độ để là hoa Tết. Đây là những chậu HO anh em mình nha. Rất là bình thường luôn, Tiến làm hoa Tết thoải mái. Thì bây giờ Tiến cũng chia sẻ là xin phép anh em Tiến chia sẻ lại cái cách để mà làm hoa. Như anh Lưu Minh Tân là có câu hỏi gọi là làm hoa Tết ở miền Bắc. Thì mỗi cái vùng miền sẽ có một cái đặc thù khí hậu khác nhau, tiểu khí hậu ở vùng miền khác nhau. Nhưng mà chung quy lại là đó là cái phân dành cho hoa lan, đó là đạm, lân và kali. Đó là một trong những ba cái đại lượng mà tất cả các cây thực vật nào trên thế giới này vẫn cần. Nhiệm vụ của đạm là cái gì? Thúc lá, mở lá, đi đọt đúng không? Lân là để cho tạo thành cái cây nó cứng cáp và nó tạo thành cái phôi hoa ở trong cái từng cái mắt ngủ của cây. Và cây nào cũng cần, cây hoa lan cũng thế thôi. Và kali, nhiệm vụ của kali là làm cho là lưu dẫn nước nè, thứ hai là làm cho tạo thành cái sắc tố ở trong cái phôi hoa. Vậy nên khi cây HO của mình mà mình muốn làm hoa thì mình bắt buộc mình phải bổ sung những cái loại phân, đó là phân 60-30-30. Khi mà phân lân nó là trên 50% nó là tạo rễ nha anh em mình nha. Còn từ 30 đến dưới 50 là nó làm hoa. Đó, anh em là hiểu là như thế là anh em mình dễ thôi. Mình muốn làm rễ thì mình siêu lân đó, những cái bịch siêu lân là anh em thấy là người ta hay để là giải phèn ha, chống nghẹt rễ đúng không? Khi mà 30-30, 60-30-30 mình thúc vào cây á, ở cái giai đoạn là thân nó thắt ngọn như thế này là thân nó sẽ mập đanh lên và sẽ là hình thành cái sắc tố trong phôi hoa. Tới Tết mình canh khoảng cỡ là đầu tháng 11 bắt đầu mình làm hoa, canh từ 50-55 ngày là chắc chắn rằng anh em mình ngắm hoa thoải mái nha. Đó, rực rỡ luôn. Tiến chào Đặng Ngọc Tuấn nha. Hôm nay Tiến bình thường Tiến live trên fanpage, nhưng hôm nay Tiến live stream ở trên cái trang cá nhân. Vậy nên là Tiến mong muốn anh em ủng hộ và chia sẻ nhiệt tình cho Tiến nha. Tiến cảm ơn anh em rất là nhiều ha. Hiện tại đây, những cái tác phẩm ở đây là những cái tác phẩm Hồng Yên Thủy. Là hiện tại Tiến đang nhân giống và là tạo ra tác phẩm, nhưng Tiến không có cắt ươm nha anh em. Như bình thường mọi năm là Tiến sẽ là cắt ươm đi. Tại vì là mình phải cắt từ bây giờ là mình dễ làm kỳ hơn. Nhưng mà bây giờ Tiến chủ yếu Tiến làm những cái tác phẩm để làm hoa, để chia sẻ cho anh em có cái nhu cầu ngắm hoa, hoặc là kể cả bản thân mình tự thưởng thức. Và mỗi lần hoa nở Tiến sẽ livestream lên truyền tải cái vẻ đẹp những cái hoa đang nở để cho anh em mình cùng ngắm, cùng thưởng thức, chứ không phải là riêng một mình ha. Đặng Ngọc Tuấn bắn tim chia sẻ và hội nhóm mỏi tay cho anh đi Đặng Ngọc Tuấn ơi. Anh Tùng ơi, anh Tùng à, vâng, em mời anh lên giao lưu với anh em nha. Hai anh đang ở dưới, bạn nói chung chung quá. Tức là bây giờ là mình sẽ là chọn những cái cây, muốn làm hoa Tết là mình chọn những cây thác đọt như thế này. Hoặc kể cả chưa thác đọt, Tiến sẽ là rút cây nha, Tiến sẽ rút đọt đi. Và Tiến sẽ là bổ sung phân 60-30-30. Đây là anh Nguyễn Thanh Tùng đẹp trai làm hoa anh Tùng ơi. Chia cho hết lóc luôn. Đây là anh trai Chính Trương, một người anh, hai người anh là rất tâm huyết với thị trường hiện tại nha cả nhà. Em chào hai anh. Em chào anh Chính Trương.
Cảm ơn hai anh đã bớt chút thời gian ghé tham quan cái vườn, khu vườn nho nhỏ của em nhé. Em chào Thành Phan nhé. Đó, hoa hoa thơm lắm nha anh Tùng, hoa HO rất là thơm. Nhiều anh em bảo là HO không thơm là không phải. Vâng, một dãy lắm mà em chia sẻ hết rồi đấy anh Chính chưa ạ. Khi ra nụ cái là anh em đặt hết à. Rất là thơm. Bên này nữa này anh nè, bên này có Á Hậu với Nha Trang nè, Thảo Nguyên 2 nè. Thảo Nguyên 2 cây này là em dưỡng dùm người anh đấy. Đây, cũng nở hoa ngon lành. Đấy, mũi trắng. Đấy, HO đấy anh. Đấy, làm được hết anh, làm nhiều luôn. Đây, bữa cây này nó rất là nhiều luôn. Chia sẻ cho tiếng đi anh em. Bắn tim chia sẻ cho mình đi. Đấy, đây là Á Hậu nở mấy ngày rồi nè. Còn cây này mới nở hồi sáng nè. Bữa này là 5 cái trắng Nha Trang. Đấy, đó hồng ca bang đó anh. Vâng, hồng ca bang. Vâng. Nở cũng 10 ngày rồi đấy anh, rất là thơm luôn. Mình đố bạn làm hoa được ngoài Bắc từ 50 đến 60 ngày. À, bây giờ 75 ngày hả? thằng em mình nhá, đã từng thử nghiệm. Dạ. Là ngoài Bắc là ông làm 75 ngày, nhưng mà lúc đó là những cây mà chăm để ra khi. À hả? Còn nếu bây giờ anh em chăm ở chế độ ra hoa là sử dụng đầu tiên là 20 đều. Đúng rồi. Sau đó là 60-30. Uh-huh. Và sau cùng là trước Covid. Uh-huh. Thì đương nhiên là sẽ làm hoa hiệu quả hơn, đạt hơn thì đâu đó khoảng 70 ngày. Đúng rồi. Đó là cái những người anh em ở ngoài chính miền Bắc. Người em của mình đã gửi một tác phẩm vào đây. À hả? Hoa luôn. Ừ. Đấy, và cái ngày giỗ tổ Hùng Vương thì đã chuyển một cây Phú Thọ từ ngoài Bắc. À hả? Vào đây. Dạ. Là đương nhiên làm trước đó thì phải là đang mùa lạnh không? À đúng rồi, đúng rồi. Đúng chưa? Vì ngoài Bắc là tới Tết là lạnh ha. Thì thế này, nói là nó thật lòng. Dạ. Bông thì to. À hả? Nhưng mà cái mắt thì nó không được đậm như trong miền Nam ở trong này. À. Lý do là hoa kích. À. Thứ hai là đương nhiên ngoài Bắc mùa đông thì không nắng. Đúng rồi, đúng cho rồi, chính xác. Bây giờ mà đó là những cái cây mà từ trước giờ chăm theo cái chế độ Nati mà nó ra được hoa như vậy là ok rồi. Đúng rồi. Ông chăm chế độ ra hoa mà ông làm trong vòng 70-75 ngày thì chắc chắn một điều là làm được. Đúng còn rồi. Nếu không làm được các ông cứ chăm ở chế độ ra hoa đi. Uh-huh. Rồi đến lúc mà chuẩn bị làm hoa thì người Nam sẽ mua về đây. À. Làm hoa bao giờ nụ mà gần nở thì là chuyển ra Bắc. hợp lý. Rất hợp lý. Em chào anh Nhạc Hai Nguyễn nha, em chào anh Biên Trần. Chào tất cả anh em, chào em Vi Văn Tôn. Vi Văn Tôn chia sẻ cho anh đi, Vi Văn Tôn ơi. Đây là cây này là cây hồng đất thủ đấy, cây hồng của anh Toàn sổ ra đó. Em mua từ cái kia bé lớn vậy. Em về em chăm 2 năm thành một cái chậu tác phẩm 10 mét. Vấn đề tác phẩm. Anh rất tiếc là anh biết về hoa lan hơi muộn. Và thời điểm chăm lan của anh thì chưa kinh nghiệm nhiều như em. Anh em mình thấy không? Anh em mình thấy không, anh Tùng là vào muộn nha, mà hiện tại bây giờ bản thân Tiến cũng chăm cây không bằng anh Tùng nha anh em. Mình nói thực tế luôn cho mình, không phải là nói nịnh hay gì đâu, thực tế như thế. Đây, cây này người đẹp thủ đô. Em chào anh Trước Nguyễn nha, mấy cây là lô Nha Trang mà bữa giờ Nha Trang em chia sẻ muốn hết luôn rồi. Hoa đầy đấy anh, em đang làm hoa Phú Thọ đấy. Hôm bữa là một vạt Phú Thọ ở đây mà em làm hoa cái là anh em sưu tầm hết rồi. Vui quá, em chào anh Lên Đức nha. Hello Đặng Ngọc Tuấn. Chào anh Lên Đức, chào tất cả anh em xin like. Mỗi anh em cho Tiến xin một lượt chia sẻ, thả Tiến một lượt tim thiệt là nhiệt tình nha anh em mình nha. Đây đây là anh trai Chính Trương, là một người anh rất là tâm huyết. Kể cả anh Mr. Thanh Tùng đẹp trai đầu hói dễ thương, cũng là hai anh là một trong những anh rất là tâm huyết đến với lại thị trường hiện tại. Tiến rất là vinh dự, Tiến cảm ơn anh Chính Trương đã bớt cái chút thời gian để mà ghé tham quan vườn em nha. Sau khi một cái thời gian là một chút xíu ở đây anh tham quan sơ, là anh có cái cảm nhận như thế nào đến với vườn em không anh? Như tiên là cảm ơn Tiến rất nhiều. Dạ. Tiến cũng là người em có thể nói là đi trong thị trường hoa lan cũng được vài năm rồi. Dạ. Thì đến đây thì anh cảm nhận là em là người đi rất là nghiêm túc từ dưới từ lên. Dạ. Đang có một cái bước thay đổi. Vâng. Tư duy. Dạ. Rất lớn. Dạ. Dạ. Đang nhận chế độ làm hoa. Dạ. Cũng theo hướng của anh Tùng. Dạ. Đó là chúng ta sẽ làm sản phẩm cuối. Dạ. Đưa ra thị trường sử dụng cái mã quốc dân Dạ. Những sản phẩm hàng hóa. Dạ. Người tiêu dùng. Dạ, dạ, dạ. Chú trọng vào những dịp dễ, dịp Tết. Dạ. Dịp Tết Nguyên Đán. Dạ. Anh biết là ở trong Nam nhu cầu chơi hoa rất lớn. Dạ. Lớn hơn người Bắc rất là nhiều. Dạ. Khí hậu ở đây thì lý tưởng. Dạ. Cho vừa phát triển, nó phát triển. Dạ.
Dạ. Rất là dạ dạ. 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 Dạ dạ. Dạ. Dạ dạ dạ. Nhưng việc khó hơn. Dạ. Đó là chính việc mà em làm. Việc mà đưa những cái sản phẩm kinh doanh và xây dựng nó dạ. Gắn với văn hóa người Việt trong dịp Tết. Dạ dạ dạ. Là để chỉ cạnh tranh với những sản phẩm ở nước ngoài. Dạ vâng. Ví dụ như hồi ạ. Vâng. Ví dụ những cây là quả biếu. Đúng rồi, vâng vâng. Cho chính khách và cho những người bạn. Dạ. Dạ. Em đang làm như này. Dạ. Em nghĩ là mô hình này chắc chắn sẽ sớm thành công. Dạ. Khi bước đến đây thì những bông hoa ở đây rất to, rất đẹp. Điều đó anh thấy được là khác với trong rất là nhiều cái nhà vườn mà anh đã đi. Dạ. Vì sao em đã biết cách chú trọng cái làm hoa. Dạ. Và thực sự rất là đẹp. Dạ. Những cái mà mọi người cứ nói rằng là khó làm hoa. Dạ dạ. Nhưng mà anh vừa quan sát trên kia là bàn tay em chắc là có cả là sự hướng dẫn nữa. Dạ. Đi cùng của anh Tùng nữa. Dạ dạ. Những tác phẩm. Dạ. Nói rằng là chắc chắn nó sẽ là điểm nhấn cho anh chị em không những nghe. Những người thưởng hoa không và ai cũng yêu hoa, ai yêu xỉu cả, ai yêu cũng mong muốn là em sát cánh vừa truyền thông góp công sức anh thử trên đường là một cầu cầu phía nam Rất là cảm ơn anh trai đã có những cái tâm sự cũng như là cái đánh giá rất là thực tế. Em sẽ là ghi nhận những cái ý kiến của anh và cũng mong rằng là tất cả những anh em cùng đồng hành ở trong miền Nam cũng như miền Bắc là chúng ta cùng đồng lòng để chúng ta giữ cái ngọn lửa đam mê của anh em mình. Vì định hướng chúng ta đang xoay trục xuống bên dưới những cây quốc dân nhất thì đó chính là cái chìa khóa để mở quý quá quý việc đầu tư và xây tuyến cao mà khi mà đặt dòng tiền rồi anh em ít khi xoay xuống bên dưới một cái điều mà rất là quý như là bên dưới là những người mà khách hàng cuối cùng và khách hàng mới nhất của mình rồi thì là trong một doanh nghiệp thì khi mà kiến thức lợi nhuận một năm bỏ 3-40% là marketing truyền thông. Vâng. 2/3 cái tinh truyền thông thì ngoài cái việc chúng ta offline tổ chức online bằng live stream này chúng ta kích hoạt và khách chuyển dòng tiền 30-40% đó để xây dựng tuyến dưới những cái cây quốc dân nhất. Vâng. Thậm chí không những là cây to đâu mà thậm chí cả những cái cây bẹt, cây thân lá, mít chẳng hạn. Cái điều đấy là điều tuyệt vời. Và làm sao mà đưa cái thị trường ra nhiều mặt hàng hóa ở tuyến dưới. Thì đó chính là cái xây một cái đáy vững chắc và như anh đã nói đó là một thị trường ở Hà Lan là một thị trường đúng. Vâng. Khi phát triển từ dưới lên. Vâng. Thành nên một chuỗi giá trị. Vâng. Từ cái cây công dân xong lên đến cây tập trung. Dạ. Và cây công dân chính là cái cây đưa người mới vào cuộc. Rồi. Chơi để thưởng lãm và chúng ta hãy chú trọng làm hoa nhiều vì trong này để quảng bá và nghe một sản phẩm cuối cùng đến tay người. Vâng. Cái việc mà thị trường lan bền vững và đương nhiên những người như em sẽ là những người tiếp cận những người mà chơi lan đầu tiên nhất và sẽ là những cái cửa ra của thị trường. Dạ. Mong em cố gắng cũng như là xây dựng cái niềm đam mê cho tất cả những anh em, những bạn bè của em. Dạ. Mong muốn là với Hoa Lan chúng ta không có khoảng cách. Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều nha. Dạ. Phấn khích. Dạ. Không, em chỉ
anh Chính là người anh Chính, và hiện tại cái anh Tùng đây cũng rất là một trong những anh em rất là tâm huyết ở cái thời điểm hiện tại. Và hôm nay là hai anh đến tham quan là một trong những cái động lực rất là lớn. Anh Tùng là anh nào? Anh Nguyễn Thanh Tùng, đập chai đầu hỏi dễ thương. Dạ, chia sẻ cho Tiến đi anh em ơi. Hôm nay Tiến live stream trên trang chính Tiến Hồng live trên fanpage, thì anh em chia sẻ nhiệt tình cho Tiến và thầy Tùng cũng như anh Chính Trương cũng như chị Tiết đi cả nhà. Dạ. Đang cố gắng làm những cái tác phẩm to đấy anh ạ. Đúng rồi, em cố gắng đi. Đầu ra. Thế là đầu ra đầu tiên. Vâng. Á Hậu, nó nở 10 ngày rồi anh ạ, nó nở 10 ngày rồi. Nếu như mà một tác phẩm to mà nở nhiều, phải không? Làm đẹp, bán tết thì y bài. Đúng rồi, bộ đồ. Cây này là em sưu tầm của anh Tuấn. Anh Tuấn Đoàn ạ? Vâng, em mua, em sưu tầm từ kia chút xíu. Rút ngọn hết, rút hết. Dạ. Cũng rút ngọn hết. Những cái tác phẩm này là anh em đặt hết rồi nè. Nhiều anh em đặt hết. Tiến xin phép trả lời cái câu hỏi của anh hồi nãy, gọi là đố Tiến làm hoa Tết. Vấn đề ở đây, Tiến không hơn thua và Tiến không sân si. Việc của Tiến là Tiến làm. Thì bây giờ cái cây này hiện tại ở đây là cây HO đang hoa. Thì những cái cây này Tiến đang để dành để Tiến làm hoa Tết, thì không có cái lý do gì mà Tết Tiến không làm hoa được. Để thời gian sẽ chứng minh anh em mình nha. Chứ Tiến không sân si, Tiến không thua, hơn thua với anh em ở trên này. Nó lại không hay, nó mất quan điểm đi. Đây, Tiến đang làm hoa bình thường ở đây anh em. Mùa nào Tiến làm chả được đâu. Cái này là ngắm chơi thôi. Hôm bữa là cỡ khoảng có chục chậu á anh Chính. Nhưng mà khi mà có nụ là anh em sưu tầm hết rồi. Hiện tại còn mấy chậu này để dành lại để chơi. Đấy. Hôm bữa là mấy này nó nhiều lắm. À, anh em cũng giao lưu chia sẻ bớt hết. Cái là to béo lên. Vâng. Thì vấn đề là cái cây HO mình phải để là thiệt là da, thiệt là đanh. Thơm đúng không Tùng? Ngoài ra thì anh em mình cũng phải là bổ sung cái phân đạm, lân và kali. Là ở đây là phân 60-30. Khi mà bắt đầu rút đọt là anh em mình bổ sung cái 20 điều để cho nó cân bằng đạm, lân và kali cho cây nó mập lên. Sau đó là mình kết hợp với phân 60-30. Và cuối cùng là mình đẩy phân Tricovit nha anh em. Mà Tricovit đỏ anh em mình nha. Nó có hai loại Tricovit. Covid đỏ và Covid xanh. Thì anh em mình bổ sung cái Tricovit xanh. Đến đây anh giao lưu em mới mét hồng như Thủy. Anh em mình gắn kết tình cảm. Anh em là cảm ơn anh Chính Trương rất là nhiều đã ghé và giao lưu là cũng như cái đề nghị của anh Chính. Nhưng mà chắc là... thế nào chị thế? Cái này trước đổi một cái đám cưới nè. Cái này đổi cái đám cưới này nè. Giao lưu với anh Chính hả? Anh cảm nhận cây lô hầu nguyên thị của em được không? Này làm hoa vẫn kịp nè. Anh Chính đang có ý định là giao lưu những cái cây hầu nguyên thị của Tiến. Đây, những cây hầu nguyên thị rất là đẹp nha cả nhà. Đây nè anh Chính nè. Nguyên vạt luôn đó nè. Đấy, yên thị hết đấy. Anh em mình thấy không? Tức là anh em mình tập trung chăm cây cho nó đạt đi. Hữu xạ tự nhiên hương nha anh em. Hữu xạ tự nhiên hương. Đó, bạch tuyết khu dưới kia là bạch tuyết đấy. Anh Tùng là chị anh Tùng B đấy. Khu dưới đó là hồng xòe đấy anh ạ. Hồng xòe đấy. Nguyên dãy từ đó qua kia là hồng xòe hết đấy. Đấy, hồng xòe. Cây hồng xòe. Anh Chính rất là thích hồng xòe. Đó, hồng xòe luôn đấy anh ạ. Hồng xòe. Đó là hoa Tết được luôn á. Từ đây qua dãy qua kia là hồng xòe hết đấy. Đấy, xòe đấy. Ây da. Ây da là xòe, xòe ơi, xòe à. À, bắt đầu đấy đấy anh em ạ. Ây da. Ây da. Ây da. Em hết xòe đấy anh ạ. Em hết xòe. Hết xòe. Đó, anh Chính bảo là hết xòe là phải đi mua. Cái đó hồng hờn đấy. Cái đó hồng hờn, không phải ông xòe. Ờ, vâng. Ông xòe. Đây nguyên dãy xòe, mấy cây xòe nhỏ nhỏ thì em chừa lại. Cái đó á hậu anh. Cái đó á hậu. Xòe em còn mấy cây nhỏ nữa, mấy cây nái là anh bế rồi đó. Thì nó cũng không nhiều đâu anh em. Xòe thì Tiến có bằng này. Cây đó hồng yên thủy anh. Đấy, yên thủy. Hết xòe đấy. Thì hết xòe chưa để biết đường. Hết xòe rồi, còn mấy cây nhỏ nhỏ thôi anh ơi. Nhỏ thôi để em chừa cho em làm giống đấy, nhỏ trước mặt anh ấy nguyên dãy đấy, đằng sau lưng nữa kìa. Những cây nhỏ nhỏ từ kia con của anh này. Đấy rồi cây đẹp tự nhiên khác bay nha anh em. Sao khóc thế Khải Hoàng. Nói chung là cây mình chăm tâm huyết mà anh em mà giao lưu thì nó cũng à mà thôi. Cây này bạch tuyết của Tiến với chị Thảo. Cây này chắc khả năng không được rồi. Để cây khác chị Tiết.
À, cây bạch tuyết tương đương phải không? Bên nối đây nè. Đây nè, đây nè, chậu này nè. Đó, chậu trước mặt anh Đồng kìa. Đó, chậu đó đó, đúng rồi, đúng rồi. Chia sẻ cho anh chín chậu đấy. Hủ xạ tự nhiên hơn anh em mình nha. Đó là hôm nay rất là vui và cái duyên rất là lớn để mà được có dịp diện kiến với là anh Chính Trương, một người anh rất là tâm huyết của Tiến cũng như là anh em cái thời gian hồi trước và hiện tại. Và thứ hai là có anh Thanh Tùng cũng là một người là cực kỳ tâm huyết, là cũng giây phút hiện tại luôn. Và Tiến là đi theo học hỏi hai anh em rất là nhiều nha. Đó. Chụp hình xấu quá. Xấu quá hả? Cứ chụp đi, lát nữa anh em mình chụp sau. Thì hôm nay mặc dù là Tiến nói thiệt với anh em, Tiến không có ý định là chia sẻ những chồng này đâu, nhưng mà bây giờ là anh đã mở lời rồi thì thôi, thì cũng gọi như cái tạo cái động lực cũng như là tạo cái dòng chảy cho Hoa Lan đi anh em mình ha. Thì thường lưu mấy chậu Yên Thủy. À vâng, ok anh Yên Thủy, mấy chậu này đẹp này anh Chính à, mấy chậu này đẹp nè. Đây, mấy chậu này đẹp đây đấy, chậu nào cũng đẹp hết đấy, chậu bên này cũng đẹp, chậu nào cũng đẹp, chậu này nè. Chậu này nhiều đầu mà đẹp và long lanh tình yêu đấy. Đang ở vườn Tiến anh Nhân Dương ơi, đúng rồi, nỗi đau ngậm ngùi đấy, rồi bế luôn rồi kìa anh em kìa đấy. Anh Chính mạnh mẽ lắm cái nhà ơi, cứ cây đẹp là lên đường đây đấy, cứ đẹp là anh Chính là bế thôi. Thì anh em mình cứ tập trung chăm cây đi, khi anh em mình chăm cây đẹp cái là hợp nhãn cái là đi thôi. Đấy, vâng đấy. Thì sướng gì anh, thực ra là nếu như mà Tiến mà chủ đích chia sẻ nha, là những cái cây này bay lâu rồi, Tiến nói thiệt với anh em như thế. Nhưng mà hôm nay cũng là tình thương mến thương, cũng là cái duyên, và cũng cái nãy anh Chính thì chia sẻ cho anh Chính thôi, chứ không phải là Tiến là ấy đâu. Như anh em biết, nếu như mà Tiến bữa giờ Tiến bỏ ba tháo thì không còn những cái tác phẩm này, anh Chính không nhận không? Đó là cũng anh chị em, hai ba chị em là cũng rất tâm huyết để tạo ra những tác phẩm Yên Thủy trồng ở miền Nam nha anh em mình nha, trồng ở miền Nam đấy. Chứ nếu mà trồng Yên Thủy mà những cái cây này mà trồng ngoài Bắc là rất là ghê. Em chào anh Hòa Thắng Phát, nghe phái phái, chào Quê Bùi, chào anh Hòa Thắng Phát. Anh Hòa Thắng Phát này cũng là đội anh em Dĩ An này, cũng là một trong những anh em chăm cây cũng đỉnh chóp đây ạ. Em chào anh ạ. Vâng, chào tất cả mọi người. Anh Hòa ra đổ ra nhà em chơi, anh Hòa ơi. Năm cánh trắng tiếng xa không tiếng. À, cây đó giống đó là phải hỏi tới anh em ở đội sông Hàn chứ tiếng không có nha. Tiếng có hồng tiên xa thôi, tiếng không có là năm cánh trắng tiên xa. Tiến chào anh Vũ Trần nha, Tiến cảm ơn anh, Tiến cảm ơn anh Huỳnh Minh Nhật nha. Đó thì hiện tại thì bây giờ giao lưu với là anh Chính là bốn chậu Yên Thủy, bốn chậu hồng xoe đấy, và một chậu bạch tuyết. Tiến cảm ơn anh, đây là cũng là rất là trân trọng mới chia sẻ nha anh em, chứ mấy chậu đó Tiến đang giữ để làm nái đấy. Vâng. Em giọt lên lên bia, ok Quý Bùi, lên nhanh. Nói chậm thôi, ok anh Trọng Lê nha. Hồng lên ngôi. Nói chung là, tức là cái cây á, là anh em mình thích cái gì, anh em mình hợp nhãn cái gì, anh là anh em mình chơi cái đó thôi, chứ không phải là hôm nay là đi giao lưu để làm giá gì, đúng không anh Chính ha? À, cứ anh Chính thấy cây đẹp thì anh Chính sưu tầm thôi. Đấy. Đấy. Đấy là bữa có anh Tùng qua là anh Tùng đòi sưu tầm cái này, Tiếng không chia đâu đây nha. Không chia đâu đây. À, hôm qua là anh Minh đúng không? Anh Minh qua đòi chia mấy chậu Yên Thủy là như hồi này Tiếng nói là Tiếng để giữ chăm. À, cảm ơn anh, rất là vui. Đấy, thôi kệ nó, thì anh Chính sưu tầm của Tiếng thì Tiếng bớt giống đi, Tiếng lại đi sưu tầm của anh em. À, nó tạo thành cái dòng chảy của cái thị trường thế thôi nha. Anh chào em Duy Thức nha, chào Huy Nguyễn. Cái mồm Tiếng nói nào giờ nói nhanh quen rồi anh em, giờ mà kêu Tiếng nói chậm lại nó cũng hơi khó, nên thôi cứ để Tiếng tự nhiên vậy đi anh em mình ha. Đó, cứ vậy đi. Đây là mời anh em ngắm hoa luôn nha. Mà sao hôm nay Tiếng livestream ở cái trang cá nhân mà không ai chia sẻ cho Tiếng luôn á trời. Duy Thức ơi, chia sẻ cho anh đi Duy Thức. Tiếng chào Rita Vũ, Tiếng chào Hoàng Tấn. Đó là chậu Yên Thủy đẹp là bị lên đường hết rồi anh em mình ơi. Chậu Yên Thủy đẹp là lên đường mất đâu 4 chậu Yên Thủy bạch tuyết. Đấy. À, thế thôi, Hy Anh Giai chia sẻ cho anh đi. Hy Anh Giai cái gì phải chia sẻ mới thương nha. Đó. Hôm qua là có anh Minh Gà lên là đòi lấy một dãy Yên Thủy đó mà Tiếng không chia nha anh em. Đó, ông tin anh em cứ hỏi Facebook anh Minh rồi. Nhưng mà bây giờ anh Chính Sương là một người anh đang
rất là tâm huyết với thị trường, là muốn giao lưu thì thôi, coi như là hữu duyên Tiến chia lại rồi, nay mai Tiến lại đi giao lưu với lại anh em sau. Tiến chào anh Lương cây Lộc Vân nha. À, đấy anh Lương ngắm hoa, anh Lương ơi, đây cái này có anh Tùng qua, anh Tùng qua vườn giao lưu nè, đó anh Tùng đẹp trai đầu hỏi dễ thương, đẹp trai nhất khu vực thành phố Di An nha anh em. Chào chào bạn Quang Trung xe khách nha, xuống nhạo Quang Trung xe khách ơi, xuống nhậu đi bạn già ơi. Đây bạn già ngắm hoa nè, bắn tim cho Tiến đi nha anh em mình nha. Đây. Bên này là cây hải dương mắt mờ nữa nè, bên này thảo nguyên hai đang nở đó, qua chia lại cho à. À, vấn đề bây giờ là anh em mình cứ chăm cây cho đẹp, chăm cây cho tốt, tức là hữu xạ thì tự nhiên hương thôi anh em, duyên nó đến thì nó đến thôi à. Bây giờ cưỡng cầu cũng không được, anh em thấy có bao giờ Tiến livestream mà Tiến đấu chưa. À, đông vui quá, chỉ có là anh Chính với lại là anh Tùng ghé qua thăm vườn thôi bạn Quang Trung ơi. Thì vườn này là của chị Tiết với anh Phúc với mình, là ba chị em là làm ở đây. À, nhân vật chính là nằm đó. Đó. À, đẹp nhất, chị gái đẹp nhất thành câu lạc bộ thành phố Lan, thành phố Di An đấy. Hello anh Mít Qua Lan nha. Anh Mít Qua Lan ơi, đây còn Nha Trang đang nợ nữa nè anh Mít Qua Lan ơi. Anh em có nhậu không để anh chạy xuống. Anh Tùng ơi. Có luôn anh Lương ơi, tranh thủ đua xuống lẹ đi anh Lương ơi. anh Lương hey nhô anh Mít Qua Lan, bữa giờ là anh Mít Qua Lan là em chia cho một chậu Nha Trang, là anh Mít Qua Lan cảm thấy là đẹp không? Đây là hai chị em mà tự sướng, hai chị em đang tự sướng thôi, để mình để cho hai anh chị là tự nhiên đi ha. Đây là chậu này là chậu Phú Quý nha anh em, Phú Quý nè, Bảo Minh nè. Đấy, bên này cũng là mấy chậu Phú Quý nái nè. Hai idol đang giao lưu với nhau. Có nhậu hả em Kaka? Anh Hòa Thắng Phát qua đây chơi đi. Đổ vườn anh Tùng chơi. Lát nữa là về vườn anh Tùng chơi. Đấy, những cái tác phẩm đẹp như thế này nè. Mấy cái tác phẩm này là Tiến đã chia rồi đó. Tuyệt rồi em. Dạ, cảm ơn anh trai. Đây nè, cây Nha Trang nhà em vẫn nở ở đây. Bữa là cây này là em chia luôn rồi đấy. Cây này em cũng đã chia luôn rồi đấy, mà khách gửi lại vườn em đấy. Cho ngắm lại bọn họ đi em. À, ôi trời ơi, anh nói là cho ngắm lại hai anh gì nào ấy, bọn họ chơi là chơi. Ở đây, hai anh đẹp trai nhất khu vực thành phố Di An và Hà Nội đây. Ở Biên Trần, nhạc Hai Nguyễn, ok bồ. Bình Dương có Thanh Tùng đây. Anh em mình lát lên đây bóp một tấm hình là giao lưu kỷ niệm nha em. À, hello, em chào anh trai. Đây, đang nói chuyện với lại anh trai đẹp trai nhất ở miền Nam. Anh Danh Nguyễn. Trường Công Danh. Chào em Danh nha. Tiến chào anh, Tiến chúc anh có một cái buổi ngày chủ nhật cuối tuần vui vẻ nha. Dạ. đã thịt được idol rồi anh Danh ơi. Bông ho hả? À, bông ho lộn, tưởng là bọn họ, em quên, em xin lỗi. Bông ho lộn, tại anh viết lộn mà. Đây bông ho đây anh, ho to lắm, ho nở 10 ngày rồi, lúc nhào alo. Ok anh Hòa Thắng Phát, lên luôn đi anh ơi, lên luôn cho nóng đấy. Hôm nay là Tiến rất là vui, thứ nhất là anh Tùng với là anh Chính ghé thăm nhà, thứ hai là thịt được idol của anh em mình nha đó. Thịt được. Ok cả nhà. Đó, lúc nhậu alo. Bắn tim đi anh, chia sẻ cho em đi. Anh không chịu chia sẻ cho em gì hết trơn á. Rồi đây ho đây nữa đây anh em nè. Đó là hồi nãy là có anh em thách đố Tiến làm hoa Tết. Tiến nói với anh em Tiến có sự chuẩn bị rồi, chứ không phải Tiến không có sự chuẩn bị đâu. Và Tiến cũng chẳng cần phải phân bua hay là hơn thua. Anh em mình công nhận không? Tiến là người là gọi là nói là làm, nói được làm được, đó đấy thôi. Và Tiến cũng chỉ chia sẻ cái bí kíp làm hoa ho để trên thường trên live Tiến hay chia sẻ. Và Tiến hay livestream ở trên fanpage là Lan Va Tiến Tươi Tán. Lâu lắm rồi Tiến mới livestream ở trên cái trang cá nhân. Đó, có sự chuẩn bị là hoa Tết rất là nhiều nha anh em nha. Từ những chậu nái nè, từ những cái tác phẩm nè, đây bên kia một dãy nữa, rất là nhiều.
đó đấy. Thì vâng, đây anh Tùng à, đó đây anh Tùng sẽ chia sẻ kinh cái nghiệm à, rút đọt làm hoa. Dạ đúng rồi, nắm rồi giật luôn không, nắm sâu vào à, nắm sâu vào tí giật cái bạc là sao rồi đó. Rút đọt làm hoa nha anh em, chúc anh trai nhiều sức khỏe, cho anh ngắm vòng đó đó. Ok anh Châu Sơn nha, anh cảm ơn em NQ khen. Em chào anh trai Trung Vũ. Nhưng mà tôi làm hoa đó, tôi bán 9 triệu. Thì có tiếp một cái này không? Gọi là ở miền Nam á thì là nắng mẻ đầu luôn anh em, nên là không cần đèn đâu. Ở ngoài Bắc có thể là thiếu nắng thì anh em mình có thể là làm hoa này kia đồ, chứ ở trong miền Nam là vô tư. Dạ. Ai cha. Anh là một người anh rất là mạnh mẽ nhất của em luôn. Anh rút đọt là không tiếc tay luôn. Đấy. Anh Tùng bảo là mày không được làm nhân giống nữa mà mày phải làm hoa. Ok, chiều anh luôn. À, rồi, ok anh. À. À. Dạ. Dạ. Nhất trí anh. Đây. Đây anh Trung Vũ chào anh. Trung Vũ. Hello Trung Vũ nha. Sức khỏe. Chào Phước Bình Dương nha. À, ok, tiếng chào hết anh em. Tiếng chào anh Phước Bình Dương nha. Anh Phước Bình Dương ơi, chia sẻ cho thằng em đi. Nhìn này, Hồng Minh Châu nè, Phước Bình Dương. Hồng Minh Châu nè. Quay vào đây. Đây. Này, Hồng Minh Châu nè, Hồng Minh Châu rút ngoài nè, Phước Bình Dương. Rồi. À, thôi toàn. chèo anh Việt Hà nhá. Đấy. Thôi cho anh tự phát pháo luôn đi, chứ bây giờ em cũng không biết đường nào mà tính. Đưa xuống dưới này đi, à, đưa xuống dưới đi, này xuống, đi. Đi xuống, anh Phúc. Đấy. Đây này. Nay vườn đâu vậy em? Vườn của em ấy. Nay là thịt được idol của lòng em này đấy. Idol của chị Tiết luôn, là thịt được anh Chính Trương nha anh em. Mình là không muốn chia sẻ mà bây giờ biết làm sao, thôi bây giờ anh yêu. Đó là trời ơi, là trời ơi, mấy cái chậu xòe của Tiến là coi như là lên đường hết rồi. Thôi đừng có khóc quá. Hello chị Tiết lên chứ Tường. Chụp hình. Chị Tiết chụp. Nãy giờ chưa chụp hình luôn. Trời ơi. Chụp hình đi. Đấy. Đứng hơi cao chụp xuống. Đúng rồi, là đang cướp cây nha anh em. Đó là hậu trường. 1, 2, 3 Rồi. Không có cướp nha. Tới rồi mua đàng hoàng nha. Đó, đúng rồi. Đó, hồi nãy là anh Chính là tự đề nghị trên live luôn nha anh em. Đó, cũng là chia sẻ bớt đi. Thì mình thiếu giống thì mình lại đi sưu tầm thêm. Xin chào anh Tam Thăng. Ừ. Ờ đúng rồi, anh Trung Vũ hôm nay có anh Chính với lại anh Tùng ghé thăm vườn. Đó thì thịt được idol cả các chậu. Chết quá. Mấy chậu xòe rất là tâm huyết, tiếng chăm từ bé tí lên đấy anh em ạ. Tiếng chăm từ bé tí lên đấy. Chậu xòe. Em ba cây của em đi đứa trời kìa. Thôi lỡ rồi. Những cây của vườn mình á, tức là anh em biết xong, chăm rất là tâm huyết và rất là đẹp. Tiếng thật sự là Tiếng không muốn chia đâu. Giờ bây giờ thôi thì thôi chứ mình gọi là lâu nào giờ mới thịt được idol. Đó, nó cũng ngọt. Anh em phải không? Nên thôi thì bây giờ mình hết rồi mình lại đi mua. Anh em Bình Dương đâu có thiếu đâu. Đúng không anh Cây Lộc Vân? Anh Lương. Xòe mua bao nhiêu? À Tiếng chưa biết, lát nữa có gì Tiếng không nói ha. Thì tại vì sẽ là không nói giá. Hồng Yên Thủy, Xe Phấn và Bạch Tiết đấy. Đây anh em thấy không, những cái cây chăm rất là đanh, rất là đẹp nha anh em. Đó, rất là đanh đẹp luôn. Nhiều anh em bảo là Hồng Yên Thủy nó cái lá nó kiểu như là nó bị màu vàng vàng á anh Tùng. Anh em bảo là Hồng Yên Thủy là cái bản chất nó thế,
Nhưng mà vườn tiếng làm gì có đâu, làm gì có dù đấy đâu. Vườn anh là nó xanh hơn này nhiều luôn. Đúng rồi. Đến về vườn anh xem hồ quý vị. Anh là xanh luôn. Anh là chăm VIP Pro rồi, em chua. Chuẩn luôn. Em chào anh Hồ Duy Hào nha. Em cắt tặng đạm lâu lắm rồi đó. Ừ. Cái này là da do là dưỡng cái chậu cái cây này cho anh Tùng nè. Nặng mặn á, nên là sâu cuốn lá nó vô nó dứt cái đọt nè, bắt nó ra nó mới để ra lại đó anh em. Đấy. Hi em giàu, em em giàu tình cảm thôi nha anh Hồ Duy Hào ơi. Đó. Đây. Anh Chính ơi. Anh Chính à. Đó. Anh Chính đang tập trung là chuyển tiền cho Riến đấy anh em à. Đây. Ui, mấy cái chậu này rất là đẹp đấy anh em, rất là tâm huyết của Tiến rót vào trong này rất là nhiều đấy. Nghe đâu là anh Chính là đang rất là nhiều xè, mình cũng phải đú theo ảnh á. Ít nên là anh Chính đi sưu tầm thì nay mai mình cũng là sưu tầm lại của anh em khác anh Chính ha. Đúng rồi. Có mới tạo cái dòng chảy có qua có lại rồi nay mai là Tiến là có duyên á, Tiến với anh Tùng với gì Tiến đi ra vườn anh Chính là bị anh Chính thịt lại. Này đang là các bạn về Bắc nha, về Hà Nội nha các bạn. Ở đây chính trường tuyệt vời. Em chào chị đẹp Phượng Ngô nha, bữa nào ghé vào Nam chơi giao lưu nha chị Phượng Ngô ơi. Chị Phượng Ngô là người chị chơi lan ở Hà Tĩnh. Cũng rất là tâm huyết đấy. Cảm ơn chị Phượng Ngô, chị Phượng Ngô. Cảm ơn chị Phượng ạ. Cảm ơn. Hello Chính Trương, anh Chính Trương chào anh Hồ Duy Hào. Anh Hồ Duy Hào ở Lâm Đồng. Nhiều người ngưỡng mộ. Đấy, nhiều người chào idol thế. Ôi mà không ai chào Tiến hết trơn. Không ai chào Tiến với anh Tùng với là chị Thiết hết trơn. Cứ chào Chính không à. Hờn thiệt á chứ. Chắc chắn rồi em trai. Ok chị đẹp. Tại vì bây giờ dịch giả nó cũng xong xuôi rồi, qua một năm rồi em nghĩ là bây giờ cái tất cả các kinh tế từ từ nó cũng hồi phục thôi anh ha. Và hy vọng là thời gian tới là anh em chúng ta có dịp để mà đi giao lưu nhiều hơn. Hello anh Dũng Phan, Phan Dũng. Cây anh thích đã về chính trường. À anh Minh Gà nè, đúng không? Hôm qua là anh Minh Gà là qua năn nỉ mấy cây Hồng Yên Thụy nhưng mà Tiến không có chia. Đấy, người thân viên thân lâu hoàng luôn. Em chào Minh Gà. À, đấy, anh Minh Gà bảo cây anh thích đã về chính trường. Thế thì anh thích cây nào đây? Em này chưa lại. Đúng gì nữa. Ok, Tiến chào Tinh Vạm. Anh Minh ơi, không ấy đổ qua đây đi. Rồi em chia cho anh khúc nữa. Hôm nay là vui thôi, em chia sẻ giao lưu thôi. Chứ không phải là cũng anh em Tiến Trân qua thăm giao lưu. Chứ không phải chủ đích qua để sưu tầm cây gì cả đâu anh Chính. Đấy, mà cũng là anh Chính cũng thấy mấy cây vườn mình cũng yêu tí nè. Thì anh cũng mở lời giao lưu thì thôi thì biết làm sao được bây giờ. Tiến cũng khó là cưỡng lại cái money. Đấy, nên là thôi, cho các em đi làm dâu rồi. Nên mai mình đi sưu tầm của anh em về mình tạo ra những tác phẩm tiếp. Đúng không cả nhà? Cây này là Tiến sưu tầm mà từ ngoài Hiếu Thơ về này anh Chính nè. Hiếu Thơ Lê Châu đó là từ chút xíu rồi. Đấy mà em chăm lên thành bụi này với lại ra được đâu hơn chục cái kia rồi đấy. Đây kia đầu tiên của nó đây. À đâu? Kia đầu tiên của nó nè, đây nè. Vâng. Để là lát nữa dẹp. Thôi Tiến xin phép xuống like nha cả nhà ơi. Tiến chúc anh em luôn luôn sức khỏe. Tiến cảm ơn anh em đã là dành thời gian tham gia cái buổi livestream. Thứ hai là chia sẻ và thả tim nhiệt tình cho Tiến. Hello Chinh Doãn nha. Thôi bây giờ là anh em xin phép anh em tắt máy để mà dành một cái chút xíu cái giao dịch với lại chụp hình lưu niệm nha anh em mình nha. Bye bye. Anh em không chịu chia sẻ cho Tiến hôm nay trời cái lượt like nó thảm sợ luôn. Ok. Ok.